dẫn chiếc xuồng con cây xào ngàn thân quen, dẫn cơm gói hoa cao khăn gần quẩn còn. Ngày lại ngày qua hàng trăm cây số nối chặng đường dài em vượt lộ Hãy subscribe.
đường tháng chín đi lên mọi bước, nghe đời mình tầm dốc mà lớn tiếng, và tình yêu quen đất nước nói chậm muộn mau chạy về tim, mang tinh thần chấp cánh bay không ngừng, nghe tâm hồn phơi phới dâng cao qua mấy chặng đường đi đánh mì, tay đang tay thành những tiếng hào. Ôi bầu trời có mấy vì sao, mùa giao liên cũng có bao đêm, dẫu họ dịu dần Vâng, xin cảm ơn anh Nam Thảo và bạn Ngọc rất nhiều ạ. Tiếp tục chương trình xin mời anh Tâm. Anh Tâm chồng của chị Ánh đây nha, chứ anh Tâm kia nha. Bài kế tiếp là tới anh tới. Tới mà tới trên này, hỏi tới mới xong nha.